Kết quả trao giải Bạch Ngọc Lan 2021, fan đổ xô khóc la dùm mỹ nữ Chân Hoàn Truyện. Kết quả lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2021 khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao. Sau thời gian dài chờ đợi kết quả chính thức của lễ trao giải phim truyền hình Thượng Hải, Bạch Ngọc Lan 2021 đã được công bố vào tối ngày 10 tháng 6. Hiện tại những cái tên chiến thắng đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, nhất là ở ngôi vị thị hậu. Trong số các hạng mục ngôi vị, thị đế và thị hậu vẫn nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ khán giả. Vượt qua Đàm Tùng Vận, Nghe Ni, Diêm Ni, Nhật Y Chat, bà cả 30 chưa phải là hết đồng dao, chính thức đăng quang thị hậu Bạch Ngọc Lan năm nay. Tuy có màn trình diễn đáng ghi nhận nhưng kết quả này lại khiến nhiều khán giả không thuyết phục. Ai nấy đều cho rằng vai diễn của Nhật Y Chat trong Sơn Hải Tình mới thực sự ưu tú và nổi bật hơn cả. Đồng dao lên ngôi thị hậu Bạch Ngọc Lan 2021. Nhật Y Chat đang được dân mạng réo gọi vì vụt mất giải thưởng vào tay của đồng dao. Mặt khác, người lên ngôi nam chính xuất sắc nhất Bạch Ngọc Lan năm nay chính là Vua Hỏa Vĩ nhờ vai diễn Thời Đại Thức Tỉnh. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng nhưng không có gì bất ngờ vì trước đó trang báo GQ đã vô tình làm lộ thông tin này qua bài đăng chúc mừng của mình. Sơn Hải Tình của Hằng Hiên và Nhật Y Chat trở thành phim hay nhất tại Bạch Ngọc Lan 2021, vượt qua 9 đối thủ nặng ký khác. Đây cũng là phim sở hữu nhiều chiến thắng nhất năm nay với 4 giải, trong đó có thêm 2 thượng vàng, Bạch Ngọc Lan cho nam phụ và nữ phụ xuất sắc nhất. Thời Đại Thức Tỉnh về nhì với 3 giải, bao gồm nam chính, đạo diễn, kịch bản gốc xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Lưu Kim Tuế Nguyệt, phim Song Nữ Chủ của Nghe Ni và Lưu Thi Thi cũng mang về một giải tạo hình mỹ thuật xuất sắc nhất. Chỉ tiếc là Nghe Ni không thể giành giải tại cuộc đua thị hậu Bạch Ngọc Lan năm nay. Kết quả của giải thưởng Bạch Ngọc Lan truyền hình Thượng Hải 2021 như sau. Phim hay nhất Sơn Hải Tình, đạo diễn xuất sắc nhất Trương Vĩnh Tân, Thời Đại Thức Tỉnh. Nam chính xuất sắc nhất Vua Hỏa Vĩ, Thời Đại Thức Tỉnh. Nữ chính xuất sắc nhất Đồng Dao, 30 chưa phải là hết. Nam phụ xuất sắc nhất Vưu Vũ Trí, Sơn Hải Tình. Nữ phụ xuất sắc nhất Hoàng Nghiêu, Sơn Hải Tình. Biên kịch gốc xuất sắc nhất Long Bình Bình, Thời Đại Thức Tỉnh. Biên kịch chuyển thể xuất sắc nhất Mã Hiểu Dũng, Trang Đài. Tạo hình mỹ thuật xuất sắc nhất Đề Côn, Lưu Kim Tuế Nguyệt. Quay phim xuất sắc nhất Dương Trần Vũ, Sơn Hải Tình. Giải của hội đồng thẩm định Cùng Nhau Băng Qua Sông Áp Lục. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.